Tam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Tán đại chứng minh. Thoát thì kiên hương quang minh văn đài biến pháp giữ cung dường thập phương tam bảo tùng nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát nam mô hương cung dường bồ tát ma tát. Hôm nay ngày mùng 9 tháng chạp năm Quý Mão, đệ tử chúng con cung đối Phật tiền thành tâm để lễ hồng danh vàng Phật, nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện hướng trên tam bảo chữ thiên long thần hộ pháp tùy tự chứng minh giang hồ. Cúi xin các ban ngành ca cấp cùng chư quan chức hậu trách từ bi xót thương cứu xét, giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Tăng Phật Ma Vương Vô Phật chúng sanh tánh thường đón nặng đau càng thống bạn lưỡi đen châu bí đạo tràng mười phương tập đời trước bao thoảng con anh hiền xin thề nguyện quý chế tâm đảnh đề vô tận công điện hiện về đại thập phương chư Phật tôn pháp hiền đường trụ tam bảo. Thế tâm đảnh đề nam mô ta là giáo chủ cùng sư Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai Phật tôn Phật đại trí văn thù sư lợi đại anh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ ninh sơn hồi thượng Phật bồ
Thế tâm đắc đề Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Đại Bi Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tiếng đàn hải ngạn tư diệt danh thương giá du qua đời đất thanh thương chỉ tâm kim thương nhất chủ biên thập phương dường bồ tát tam bố hương cũng dường bồ tát tam bố hương cũng dường bồ tát tam bố đại bi hồi tượng phật bồ tát tam bố đại bi hồi tượng phật nam mô đại bi hồi tượng phật bồ Thiện Thủ Thiện Nhãn Vô Ngài Đời Bí Tâm Đà Ra Bi Nam Mô Ấn Đa Đất Đa 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 Dà Dà Nam Mô Nga Đi Dà 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 Bồ Đề Thân Đó Bà Dà Má Thất Đó Bà Dà Má Ca Đô Đi Ca Dà Ấn Thất Băng Ca Phật Dê Sô Đất Đa Đất Toàn Thần đại mong a di đà bà được kiến đế tất cả phật ra đăng đà bà nam mô đà ra cẩn trì a di ma bằng đà chư bạn a di dân tất cả bà tất đà nam a bà già ma phật đàn đầu đàn đi tăng a bà đô hê đồ ca đề ca Thần đó tất bà ma ma e ma e rị đà dừng ngũ đô Đôi ít mong đồ đô 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 phát trà gia đề Địa đi đi tân phần đà gia gia ra gia ra ma bạc ma ra mùng đề đề nghe nghe thật na sa sâm phần Phần đà gia ra ô đô đô ma ra ô đô đô e đi ta ra tất đề tất đề tô rô bồ đề gia bồ đề gia Đề a na ra nga đề địa đi sát lê na ba ya ma na tam ba tất đà ya tam ba ma tất đà ya ma ra ya tam ba na ra nga đề tam ba ma ra na ra tam ba tất đà tam ba mục kệ ya tam ba tam ba ya ra tất đà ya tam ba ba đà ma yên tất đà ya tam ba na ra nga đề Nam mô An Ra Đăng Đa Đăng Đa Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Ma Đối Đế Tất Cả Bàn Ra Dạ Tam Bà Hán Tất Cả Điện Đô Tam Bà Hán Tất Cả Điện Đô An Đa Đa Bát Sa Dạ Tam Bà Hán Tất Cả Điện Đô An Đa Đa Sa Dạ Tam Bà Nam mô thập phương tượng trụ tam bảo Nam mô trụ tam bảo Nam mô thập phương tượng trụ tam bảo Ôi đầy đấng tăng
trên đền bốn ơn nặng. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại kinh kệ vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ma ba tiền. Ô na kim kiên văn đất thọ trì nguyện dạy thiệt nghĩa. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại hỷ đại xá thế hàm thức tướng hảo quang minh dĩ từ nghiêm đề tử chi tâm quy mạng đề chế tâm đánh đề nam mô chuyển nạn tâm đảnh đề nam mô đoạn chư niệm Phật đề tâm đảnh đề nam mô phát khởi chư niệm Phật tâm đảnh đề nam mô thường tu hành Phật chế tâm đảnh đề nam mô thiện trụ nam mô Nhất Tạng Phật chế tâm đảnh đề nam mô Nhất Sơn Phật tâm đảnh đề nam mô vô biên thâm Phật chế tâm đảnh đề nam mô vô biên tinh tấn tâm đảnh đề nam
Nam Mô Quang Minh Lung Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Vô Biên Công Đức Vương Quang Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Hàng Phục Nhất Thiết Chư Quán Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Đường Hóa Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Đường Hướng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Đường Thính Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Đảnh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Thắng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Bất Ly Nhĩ Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Pháp Luân Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Bất Khả Đường Phật Hóa Quang Minh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Quang Minh Sơn Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Ta La Tự Tại Vương Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Diễn Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Mục Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô
hư không ngực màng. Thế không đáng để nam mô bảo hoa Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô bảo thành Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô nguyệt hoa Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô pháp chư hạnh Phật ngài. Tâm đảnh đề nam mô đoạn chư thế gian Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô vô biên lạc thuyết Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô ni chư thành uy Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô là thiết nhất thiết cảnh giới Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô phổ hương quang minh Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương quang Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương di lưu Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương thắng Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương tưởng Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương lâm Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô hương gương Phật ngài. Thế tâm đảnh đề nam mô ba đầu ma thắng gương Phật ngài.
tâm đáng đề Nam mô Phật cảnh giới Phật. Tâm đảnh đề Nam mô tối diệu Phật. Tâm đảnh đề Nam mô diệu thắng Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Tạng Hóa Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Hoa Cải Măng đảnh đề Nam mô Hoa Ốc Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Kim Sắc Hoa Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Hương Hoa Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Di Lưu Quang đảnh đề Nam mô Đạo Sư Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Thánh Chư Chúng Sanh Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Đoàn A Xoa Na Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Phát Thiện Hạnh Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Thiện Hóa Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Vô Biên Hướng Phật. Tâm đảnh đề Nam mô Phổ Tán Hương Quang Minh Phật.
ma đánh đề nam mô phổ tán hướng Phật. Thế tâm ma đánh đề nam mô phổ tán quán Phật. Tâm đảnh đề nam mô phổ tán ba đầu ma thắng Phật. Tâm đảnh đề nam mô bảo xà nê ni thủ tâm đảnh đề nam mô khởi vương Phật. Tâm đảnh đề nam mô phổ Phật quốc cái Phật. Tâm đảnh đề nam mô thiền thủ vương Phật. Tâm đảnh đề nam mô diệu hương Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô biên trí cảnh giới Phật. Tâm đảnh đề nam mô Phật không pháp Phật. Tâm đảnh đề nam mô Phật không kiến Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô chướng mục Phật. Tâm đảnh đề nam mô bất động Phật. Tâm đảnh đề nam mô pháp sanh bồ đề tâm Phật. Thế tâm đảnh đề nam mô vô lượng nhãn Phật. Thế tâm đảnh đề nam mô hữu đắng Phật.
âm đảnh đề nam mô cổ chiếu phật thế âm đảnh đề nam mô quang minh phật tâm đảnh đề nam mô nhật thiết phật quốc độ phật tâm đảnh đề nam mô pháp đoạn từ nhất thiết chúng sanh lạc thiết phật hàng thế tâm đảnh đề nam mô vô cấu bổ phật thế tâm đảnh đề nam mô vô tích bổ phật thế tâm đảnh đề nam mô ly nhất thiết hữu phật tâm đảnh đề nam mô năng đi nhật thiết chúng sanh hữu phật tâm đảnh đề nam mô là tu hành thắng phật tâm đảnh đề nam mô vô úy vương phật thế tâm đảnh đề nam mô thắng sơn tâm đảnh đề nam mô hướng diễn phật thế tâm đảnh đề nam mô cầu lâm phật đảnh đề nam mô đại đức thắng phật thế tâm đảnh đề nam mô bảo ưu ba la thắng tâm đảnh đề nam mô cầu mau đầu thành phật
tâm đảnh đề nam mô đại giác Phật. Tâm đảnh đề nam mô cao thinh nhãn Phật. Tâm đảnh đề nam mô thượng thủ Phật. Tâm đảnh đề nam mô hóa thành Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô biên quang minh Phật. Tâm đảnh đề nam mô nguyệt xuất quang Phật. Tâm đảnh đề nam mô thập phương xưng Phật. Tâm đảnh đề nam mô đà la ca vương tăng thượng Phật. Tâm đảnh đề nam mô vô biên quang minh Phật. Xin đem những duyên công đức để Phật này nguyện ứng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thị từ chứng minh gia hộ. Khui xin các ban ngành ca cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xét, giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát. Nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát. Nam kiên ngộ ấn giải không ai đồ như cái thiết khổ xa lời thứ sắc có bất cái gì không không bất cái gì thượng hạnh thứ gì không như thì xa lời thứ gì chưa bất không thứ bất sinh bất cái gì không mơ sắc vô thọ thượng hạnh thứ có gì thì đẹp tâm ý vô sắc tính đưa
Được phổ
cập ư như cái ngã đẳng như chúng sanh do công thành Phật đạo. Tự quê Phật đưa nguyện chúng sanh để giải đại đạo phán vô thường tâm. Tự quê Pháp đưa nguyện chúng sanh tâm nhập sinh về như từ quê tân đương nguyện chúng sanh tông lý đại chúng nhất thiết vô nguyện đem công đức này hướng về tất tất cả và chúng sanh đều trở thành Phật